một nhóm người hung hăng, manh động dùng hung khí đập phá nhiều đồ đạc tại một nhà hàng trên địa bàn tỉnh này. Nhân được tin báo, công an thành phố này có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 5, hơn 10 người cầm hung khí đi bộ tới nhà hàng LJK trên đường NA9, khu dân cư Việt Sinh, phường Bình Hòa, thành phố Thủ An, Nhóm người này đập bể cửa kính nhà hàng rồi lao vào trong đập phá đồ đạc xe máy, tạc sơn tung tóe. Lúc này nữ thu ngân chạy ra hô quán thì bị các đối tượng đánh vào lưng gây thương tích nhẹ. Sau đó, các đối tượng lên tầng hai tiếp tục đập phá bàn ghế cửa sổ. Sau vài phút gây náo loạn cả tuyến đường, các đối tượng dứt lại nhiều khẩu súng, gậy gỗ, búa, xà beng rồi bỏ chạy. Người dân cho hay nhóm đối tượng rất hung hăng, nói tiếng nước ngoài, tay cầm súng nên không ai dám vào can qua thu giữ tan vật công an xác định đây là súng đồ chơi